Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, năm học 2023-2024, chủ đề của toàn ngành giáo dục đặt ra đó là đoàn kết, kỳ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Đây là năm học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong năm học 2023-2024, sau những cố gắng của cả một quá trình phải bứt tốc để về đích trong năm học 2024-2025. Giáo dục tiếp tục tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá tích cực theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, rút kinh nghiệm và tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 với các lớp đã triển khai và triển khai mới với khối lớp 4, lớp 8, lớp 11 và chuẩn bị điều kiện cho các lớp cuối cấp. Và với năm học 2023-2024 này, tỉnh Lai Châu có 337 trường, 5.424 lớp với trên 151.000 học sinh ở các bậc học. Hiện nay các trường đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học. Ngành giáo dục tỉnh quyết tâm để nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học mới này. Thưa quý vị, thưa các bạn, đồng chí Giàng Báo Mỉ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành đã dự và chung vui cùng với thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh nhân dịp lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Giàng Báo Mỉ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận những thành tích của nhà trường đã đạt được trong năm học 2022-2023. Ban giám hiệu và tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh của nhà trường đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Trước những thành tích mà Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh đã đạt được, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên với 100% học sinh đạt học lực trung bình trở lên, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt gần 70%, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%. Nhiều học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Tính đến thời điểm này đã có hơn 70% học sinh đăng ký xét tuyển và trúng tuyển vào các trường đại học trong cả nước. Bên cạnh giáo dục về tri thức, các em học sinh còn được quan tâm giáo dục về thể chất, thẩm mỹ, định hướng đầy đủ kịp thời các chính sách hỗ trợ của nhà nước và của tỉnh, có điều kiện ăn ở tốt, học tập vui chơi lành mạnh. Tập thể nhà trường được công nhận là đơn vị tiêu biểu dẫn đầu cụm thi đua số 1, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và tặng cờ thi đua năm học 2022-2023. Năm học này, nhà trường có hơn 400 học sinh thuộc nhiều dân tộc khác nhau từ các xã huyện trong tỉnh về học tập. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các cháu học sinh hãy cùng đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau học tập, rèn luyện và trở thành những công dân tốt, trang bị cho mình hành trang tri thức vững vàng để có công việc phù hợp với sở thích, năng lực, có thu nhập cao, xây dựng cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình. Tại trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng động viên chia vui với tập thể thầy và trò trong buổi lễ khai giảng năm học mới. Cùng dự lễ khai giảng có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, hội cha mẹ học sinh, toàn thể hội đồng sư phạm và học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Năm học 2023-2024, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đón 210 học sinh khối lớp 10 trúng tuyển vào 6 lớp chuyên. Ngày 1 tháng 9 năm 2023, nhà trường tròn 15 tuổi. Với các danh hiệu cao quý như huân chương lao động hạng 3, cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo của tỉnh, năm nhà giáo ưu tú, nhiều nhà giáo có bề dày kinh nghiệm trong ôn luyện học sinh giỏi cấp quốc gia. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết số 29, nhà trường có trên 1.200 học sinh trúng tuyển đại học, 560 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 69 giải học sinh giỏi cấp quốc gia. Phát huy những thành tích đạt được sau 15 năm thành lập, năm học này, nhà trường tiếp tục thực hiện sứ mệnh phát hiện, bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh và đất nước, với quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm ngành giáo dục đề ra. Tiếp tục vươn lên đạt thành tích cao hơn, giữ vững truyền thống là lá cờ đầu ngành giáo dục và đào tạo tỉnh. Đánh trống khai trường năm học mới, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn ban giám hiệu, các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên nhà trường sẽ luôn dành trái tim yêu thương của những người thầy trên tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó của trường từ nguồn quỹ của Ban chỉ đạo cuộc vận động tiếp bước cho em đến trường tỉnh. Nhân dịp này, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã dự lễ khai giảng và chung vui cùng với các thầy cô giáo, các em học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Than Uyên đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và trao học bổng vì em hiếu học năm thứ 10.
Những năm qua, thầy và trò trường dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Than Uyên đã không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, nhà trường có 16 lượt học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 5 dự án khoa học kỹ thuật đạt giải cấp tỉnh. Hàng năm tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%, tỷ lệ đỗ đại học đạt từ 50% trở lên. Nhiều học sinh đỗ vào các trường đại học top cao. Đặc biệt là đơn vị 3 năm liên tiếp được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 2 năm học liên tiếp được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua, được Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Năm học 2023-2024 là năm học thực hiện chủ đề đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thầy và trò trường dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Than Uyên xác định tập trung nâng cao chất lượng đại trà, từng bước nâng cao chất lượng mũi nhọn, quan tâm giáo dục đạo đức, pháp luật, giáo dục kỹ năng sống và giá trị sống cho học sinh, xây dựng hình ảnh thân thiện của học sinh, đội ngũ cán bộ giáo viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục, tạo niềm tin cho phụ huynh học sinh, xây dựng cảnh quan trường lớp xanh sạch đẹp và an toàn. Đánh tiếng trống đầu tiên và phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương những kết quả nổi bật của thầy và trò trường dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Than Uyên đã đạt được trong những năm học vừa qua. Đồng chí mong muốn các thầy cô giáo và các em học sinh của nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, từng bước khắc phục khó khăn để thi đua dạy tốt, học tốt, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh, của đất nước trong thời kỳ phát triển và hội nhập. Nhà trường cần phải đưa ra được các giải pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng học sinh, đặc biệt là quan tâm bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp để xứng đáng với tên gọi trường chuẩn quốc gia, đơn vị dẫn đầu khối các trường trung học phổ thông. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tập thể lao động xuất sắc cho trường dân tộc nội trú Trung học phổ thông Than Uyên. Đây không chỉ là mốc son trong lịch sử phát triển của nhà trường, mà đó còn là sự nỗ lực hết mình của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trong lộ trình phấn đấu và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Cũng tại lễ khai giảng, đã có 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích xuất sắc trong học tập đã nhận được học bổng Vì Em Hiếu Học năm thứ 10 do Viettel trao tặng. Đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Mường Tè dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Mầm non, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tá Bạ, huyện Mường Tè. Trong những năm qua, mặc dù điều kiện kinh tế xã hội của xã Tá Bạ còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao, trường tiểu học và trung học cơ sở mới sáp nhập từ tháng 12 năm 2020. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu thốn. Song thầy và trò hai đơn vị trường học đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ dạy và học, trưởng thành về nhiều mặt và đạt được những thành tích rất đáng tự hào. Những thành tích nổi bật đó là làm tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của xã Tá Bạ nói riêng và huyện Mường Tè nói chung. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, đội ngũ cán bộ giáo viên của trường ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Để tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương, trong thời gian tới, ban giám hiệu, các thầy cô giáo và học sinh của hai nhà trường tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, cố gắng nhiều hơn nữa để đáp lại sự quan tâm và mong mỏi kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mường Tè. Phấn đấu để trở thành địa chỉ tin cậy đối với nhu cầu công tác, học tập, tu dưỡng của cán bộ, giáo viên và học sinh. Nhân dịp khai giảng năm học mới, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã trao học bổng cho 45 em học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn thuộc hai đơn vị trường. Sáng ngày 5 tháng 9, trường tiểu học thị trấn Nậm Nhùn đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 và đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Đức Dục, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Hà Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nậm Nhùn, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng ban của huyện và toàn thể giáo viên, cán bộ nhân viên cùng với 382 em học sinh của nhà trường. Năm học 2022-2023, tập thể thầy và trò trường tiểu học thị trấn Nậm Nhùn đã nỗ lực thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tập thể nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua, tặng giấy khen. Một cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 4 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 7 cá nhân được Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen. Tỷ lệ học sinh có thành tích trong học tập rèn luyện môn toán và tiếng Việt là 184/337 em, đạt 48,8%, đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi học sinh giỏi các cấp. Năm học 2023-2024 là năm học có nhiều thách thức và khó khăn, với 382 học sinh ở 13 lớp, cùng với 25 cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên và người lao động.
trường tiểu học thị trấn Nậm Nhùn tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm nghề nghiệp, không ngừng đổi mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người học và yêu cầu đổi mới sách giáo khoa, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại buổi lễ khai giảng năm học mới, nhà trường đã vinh dự đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã trao tặng giấy khen cho tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023. Cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước nô nức dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024, trường phổ thông dân tộc bán trú Hoang Thèn, huyện Phong Thổ đã tổ chức lễ khai giảng chào đón năm học mới. Đến dự có đồng chí Nguyễn Sĩ Cảnh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Vào sáng nay ngày 5 tháng 9, cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước nô nức dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024, trường phổ thông dân tộc bán trú Hoang Thèn, huyện Phong Thổ tổ chức lễ khai giảng chào đón năm học mới. Đến dự có đồng chí Nguyễn Sĩ Cảnh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm nay, trường phổ thông dân tộc bán trú Hoang Thèn có tổng số 479 học sinh ở tất cả các khối lớp, trong đó học sinh vào lớp 1 là 98 trẻ. Năm qua, tập thể giáo viên và học sinh đã nỗ lực thực hiện chương trình giáo dục với phương châm đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới sáng tạo, củng cố nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục. Thầy và trò nhà trường tiếp tục phấn đấu xây dựng môi trường học tập an toàn, vui vẻ, tiến bộ, năng động và hạnh phúc, vươn lên đạt thành tích cao trong dạy và học. Trong không khí vui tươi của ngày khai giảng năm học mới, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoang Thèn hân hoan đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1, được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua năm học 2022-2023. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đình Thông, Phó Giám đốc Viettel tỉnh Lai Châu đã tặng 5 suất học bổng cho học sinh có tinh thần vượt khó trong học tập, mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng. Hòa chung trong không khí rộn ràng náo nức của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Sỏ cũng đã tổ chức thành công lễ khai giảng năm học 2023-2024. Năm học 2022-2023 là một năm thành công đối với toàn thể giáo viên học sinh của trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Sỏ. Nhà trường đã có nhiều cố gắng không ngừng đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ giáo dục. Thầy và trò nhà trường đã rất nỗ lực đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ học sinh đạt học lực khá giỏi của nhà trường đạt trên 46%, hạnh kiểm khá tốt đạt 98%, tỷ lệ chuyển lớp đạt 100%, 100% học sinh lớp 9 xét đỗ tốt nghiệp, 11 em đỗ vào trường phổ thông dân tộc nội trú huyện, tăng 3 học sinh so với năm học trước. Tỷ lệ học sinh tham gia và đạt học sinh giỏi các cấp tăng cả về chất và lượng. Nhà trường có 6 sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào giảng dạy và giáo dục đạt hiệu quả và được hội đồng khoa học ngành xếp loại đạt. Cuối năm có 9 cán bộ quản lý giáo viên nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng được bổ sung hoàn thiện theo hướng chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Đại diện nhà trường mong muốn trong thời gian tới sẽ được quan tâm hơn nữa của các ban ngành các cấp để phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục khó khăn, cố gắng phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học. Cũng trong buổi lễ khai giảng, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sùng A Hồ đã trao 24 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là nguồn động viên lớn lao giúp các em có thêm động lực để phấn đấu trong năm học mới. Năm học 2022-2023 vừa qua, với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Mường Nàng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, trong đó chất lượng đại trà được giữ vững, kết quả các cuộc thi, hội thi có sự chuyển biến cả về số lượng và chất lượng. Nhà trường có 3 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 14 học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện. Trong năm, nhà trường có 2 cô giáo được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 2 đồng chí được tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với những kết quả đã đạt được trong năm học 2023-2024, với chủ điểm năm học là đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Trường tiểu học và trung học cơ sở Nùng Nàng sẽ tiếp tục quan tâm bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, ứng dụng sáng tạo hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục. Đồng thời, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tận dụng mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Tranh thủ sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương để có điều kiện tốt nhất phục vụ công tác dạy và học. Cũng nhân dịp này, nhà trường cũng đã nhận được hoa và quà chúc mừng từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Giao thông tỉnh, Ngân hàng BIDV và Ngân hàng Vietinbank chi nhánh tỉnh Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 5 tháng 9, cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước, hàng nghìn học sinh các cấp bậc học trên địa bàn của tỉnh ta đã nô nức đến trường khai giảng. Cả thầy và trò cùng với các bậc phụ huynh đều hân hoan đón chào lễ khai giảng rực rỡ, mở đầu cho năm học mới với nhiều thắng lợi mới. Tại trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, các em học sinh rộn rã trong tiếng cười bên thầy cô và bạn bè. Năm học này, toàn trường có 415 học sinh người dân tộc thiểu số. Phát huy kết quả đạt được cùng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, nhà trường quyết tâm, nỗ lực để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm học mới.
Cái nôi đào tạo nguồn cán bộ nhân lực có chất lượng cho địa phương thì nhà trường xác định rất rõ cái con đường của mình, trong đó tập trung đào tạo cái tập trung vào cái chất lượng mũi nhọn và chất lượng hai mặt giáo dục. Năm nay là năm thứ hai nhà trường thực hiện đối với cái nhiệm vụ đối với chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì nhà trường xác định rất là rõ đó là mục tiêu là đạt trường chuẩn cấp độ 2 và phấn đấu có học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia. Tại các trường học khác trên địa bàn tỉnh, các em học sinh đang rạng rỡ, chuẩn bị tâm thế tốt nhất để đón chào năm học mới với nhiều điều mới mẻ, nhiều niềm vui hân hoan và cả những dự định cho tương lai. Cháu năm nay học lớp 6, học ở trường mới, trường trang sam sạch đẹp. Cháu phấn đấu học sẽ được học sinh giỏi. Các bậc phụ huynh cũng đang háo hức chuẩn bị cho con em mình những bộ quần áo đẹp nhất để dự lễ khai giảng. Cùng chụp những bức hình để lưu lại, đánh dấu một cột mốc mới cho các em, nhất là những bạn đầu cấp vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Cùng với đó là tinh thần đồng hành cùng các con học tập trong suốt những năm học tiếp theo. Để cho con có một cái khởi đầu tốt và con tự tin bước vào năm học mới thì đối với tôi là một người mẹ thì cũng đồng hành cùng con như là việc chuẩn bị học hè cho con rồi là trang bị những cái đồ dùng học tập cho con sẵn sàng để cho con bước vào năm học mới. Hòa chung không khí tưng bừng của ngày khai giảng, đó là ánh nắng vàng sực sỡ, lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, những tràng pháo tay giòn giã, những bài hát, những bài nhảy sôi động. Đặc biệt là tiếng trống trường ở các trường học đã điểm, báo hiệu cho năm học mới bắt đầu. Năm học 2023-2024, toàn tỉnh có 337 trường, 5.424 lớp với trên 151.000 học sinh ở các bậc học. Hiện nay, các trường đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ cho công tác dạy và học. Ngành giáo dục của tỉnh cũng nêu cao tinh thần, quyết tâm để nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học mới. Cái mục tiêu cơ bản nhất của năm học tới, chúng tôi tiếp tục thực hiện cái việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo những quy định chung, cũng như là triển khai các chương trình giáo dục mầm non mới. Cái thứ hai là chúng tôi cũng xây dựng cái đội ngũ đảm bảo về cái chất lượng để thực hiện được chương trình theo chỉ đạo của Bộ và cũng như là yêu cầu chương trình mới của và cái điều kiện của địa phương. Cái thứ ba là cũng tăng cường cái công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức và lối sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng như là học sinh trong toàn ngành để thực hiện đảm bảo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và thực hiện hiệu quả những cái nhiệm vụ của mình. Cái tiếp theo là sẽ có những cái giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục cho toàn ngành. Tin rằng với sự chuẩn bị thật chu đáo, tâm thế dạy tốt, học tốt của các thầy cô giáo, học sinh tại các trường trên địa bàn tỉnh, sự đồng hành của các cấp, các ngành, phụ huynh học sinh, ngành giáo dục của tỉnh ta sẽ gặt hái được nhiều kết quả đáng tự hào trong năm học 2023-2024, góp sức đào tạo nguồn nhân lực, nhân tài cho tương lai của Lai Châu và đất nước. Thưa quý vị, thưa các bạn, năm học 2023-2024, toàn tỉnh Lai Châu có 337 trường, 5.424 lớp với trên 151.000 học sinh ở các bậc học cùng với hơn 11.000 cán bộ, giáo viên. Ngày 5 tháng 9 cùng với cả nước, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lai Châu hân hoan trong buổi lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu đã có cuộc phỏng vấn với nhà giáo ưu tú Đinh Trung Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo trong năm học 2023-2024. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, trước tiên xin được cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu. Vâng, thưa đồng chí, với ngành giáo dục đã góp phần không nhỏ trong cái công cuộc đổi mới cũng như là phát triển tỉnh Lai Châu trong thời gian qua. Vậy thì đồng chí có thể cho biết kết quả nổi bật của ngành giáo dục tỉnh Lai Châu năm học 2022-2023? Năm học 2022-2023 là năm thứ 3 ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trong điều kiện có rất nhiều thuận lợi, tuy nhiên thì cũng không ít những khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, với sự nỗ lực khắc phục khó khăn của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo dục các cấp, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, thì ngành giáo dục tỉnh Lai Châu cũng đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đó là, thứ nhất là quy mô trường lớp ổn định và được sắp xếp lại một cách phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo quyền
học tập của các em học sinh. Cụ thể là trong năm học 2022-2023 thì toàn tỉnh có 341 cơ sở giáo dục với 5.436 lớp, trên 150.000 học sinh ở các cấp học. Công tác huy động học sinh ra lớp thì cơ bản là vượt các cái chỉ tiêu đề ra. Thứ hai là tiếp tục nâng cao chất lượng chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Một số cái kết quả cụ thể cho thấy là đối với tiểu học thì hoàn thành xuất sắc, đạt trên 15%, hoàn thành tốt đạt trên 25%. Và đối với trung học cơ sở thì tỷ lệ học sinh từ học lực trung bình trở lên thì đạt trên 97%. So với năm trước thì đều tăng. Và đối với trung học phổ thông thì tỷ lệ học sinh được xếp loại từ trung bình trở lên cũng đạt 98% và tăng hơn so với năm trước. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông thì cũng được duy trì và có tính ổn định. Và ổn định đây về cái chất lượng, về cái tỷ lệ đỗ tốt nghiệp và đặc biệt là tỷ lệ đỗ vào các trường theo nguyện vọng một của học sinh. Và năm nay thì tiếp tục duy trì tăng và đạt tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông là trên 99%. Và số trường đạt chuẩn quốc gia đến thời điểm này là 194 trường, đạt 58,4% và so với kế hoạch. Thứ ba là công tác đầu tư cơ sở vật chất, rồi thiết bị dạy học thì tiếp tục được quan tâm. Việc xây dựng các trường chuẩn quốc gia, rồi công tác thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tiếp tục được duy trì và nâng cao, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thứ tư là toàn ngành tiếp tục là tăng cường cái chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo, đảm bảo các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy và học của các thầy cô, của các em học sinh, đặc biệt là công tác dạy và học trực tuyến và trong công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. Vâng thưa đồng chí, vậy thì cái giải pháp cũng như là có cái nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới 2023-2024 này thì ngành giáo dục tỉnh Lai Châu đặt ra như thế nào để hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ đề ra trong năm học mới? Toàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lai Châu đang tập trung triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau. Thứ nhất, đó là tiếp tục triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội đảng các cấp ở nhiệm kỳ 2020-2025. Rồi tiếp tục triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018. Trong đó thì chú trọng công tác tham mưu, bố trí nguồn lực để phát triển hệ thống trường lớp, cơ sở vật chất, rồi đội ngũ, giáo viên, cán bộ quản lý, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Thứ hai là tích cực triển khai đồng bộ và quyết liệt các cái giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch của năm học 2022-2023-2024. Trong đó thì tập trung tuyên truyền sâu rộng đến phụ huynh, học sinh và nhân dân về việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, rồi thực hiện tốt công tác vận động, huy động học sinh ra lớp và tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm xây dựng trường chuẩn quốc gia để nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, rồi nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và đặc biệt là ưu tiên nâng cao chất lượng học sinh các cấp. Thứ ba là tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, thực hiện quản trị trường học một cách dân chủ, kỷ cương, đảm bảo nền nếp và có chất lượng, có hiệu quả, tăng cường phân cấp, phân quyền theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh. Thứ tư là thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em, học sinh và nâng cao hiệu quả cái việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, rồi học sinh tiểu học, đặc biệt là vùng dân tộc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của các cấp học và thực hiện hiệu quả cái đề án đầu tư mở rộng quy mô các trường phổ thông dân tộc nội trú và nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
thứ năm là đẩy mạnh thực hiện cái chuyển đổi số, cải cách hành chính trong lĩnh vực giáo dục và tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua một cách thiết thực để lập thành tích chào mừng các sự kiện quan trọng của tỉnh, của đất nước, của ngành trong năm học 2023-2024. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn đồng chí. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự với những nội dung quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ đạo Liên ngành về An toàn thực phẩm tỉnh vừa tổ chức họp đoàn kiểm tra giám sát hoạt động của Ban Chỉ đạo Liên ngành về An toàn thực phẩm cấp huyện, cấp xã năm 2023. Dự họp có đồng chí Bùi Tiến Thanh, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Liên ngành về An toàn thực phẩm tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Theo đó, dự kiến trong một tuần kể từ ngày 6 tháng 9, Ban Chỉ đạo Liên ngành về An toàn thực phẩm tỉnh sẽ kiểm tra công tác quản lý chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo Liên ngành về An toàn thực phẩm cấp huyện, cấp xã tại huyện Mường Tè và Nậm Nhùn, kiểm tra công tác tuyên truyền phổ biến luật an toàn thực phẩm, việc ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hoạt động các đợt cao điểm trong năm. Đoàn kiểm tra giám sát cũng sẽ tiến hành kiểm tra công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, kiểm tra đánh giá thực tế việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm tại một số cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể trên địa bàn. Tại buổi họp, các thành viên ban chỉ đạo đã nêu các ý kiến và đề xuất những giải pháp nhằm giúp cho công tác kiểm tra giám sát về an toàn thực phẩm tại hai huyện là Mường Tè và Nậm Nhùn đạt kết quả. Việc kiểm tra giám sát của Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá thực chất toàn diện kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Liên ngành về an toàn thực phẩm cấp huyện, cấp xã, nhằm nắm bắt kịp thời những khó khăn bất cập, đề xuất các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm cho người tiêu dùng trên địa bàn. Trước tình hình mưa lũ làm sạt lở, đứt gãy tại nhiều tuyến đường được giao quản lý, bảo dưỡng và bảo đảm giao thông, Công ty Cổ phần Bảo trì Đường bộ số 1 Lai Châu đã tập trung máy móc, phương tiện tiến hành thi công với phương châm 4 tại chỗ, kịp thời đảm bảo giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Để người dân đi lại được an toàn và nhanh chóng, bên cạnh việc huy động tập trung máy móc, phương tiện, thì trong quá trình thi công tại các tuyến điểm bị sạt lở, mất đường, Công ty Cổ phần Bảo trì Đường bộ 1 Lai Châu luôn chủ động về thời gian, bố trí các biển cảnh báo giờ thông xe, giờ cấm đường, có người điều tiết giao thông ở hai đầu tuyến thi công. Là một con người hay đi trên cung đường này ấy, thì khi mà tuyến đường có xảy ra sạt lở ấy, thì đơn vị thi công cũng có những cái biển báo cảnh báo nguy hiểm để cho những người đi lại như chúng tôi đây ấy, được biết và cũng đảm bảo thời gian quy định thông đường tắc đường theo đúng quy định mà đã được ban hành trên các biển báo ạ. Công ty Cổ phần Bảo trì Đường bộ 1 Lai Châu được Sở Giao thông Vận tải giao quản lý bảo dưỡng và đảm bảo giao thông tại quốc lộ 12, quốc lộ 4H, đường tỉnh 132 từ km số 0 đến km số 27, đường Ba Tần, Hủy Luông, Ba Nậm Cúng, đường Bắc Ma, Ca Lăng, Thổ Lũng, đường tỉnh 129B, tuyến đường Nậm Xe, Nậm Là. Trước tình trạng mưa lớn thời điểm đầu tháng 8 đã làm nhiều tuyến đường mà đơn vị quản lý bị sụt, lún, đứt gãy. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, lưu thông hàng hóa của người dân, đơn vị đã chủ động huy động máy móc, nhân lực, vật lực, tiến hành thi công với phương châm 4 tại chỗ, quyết tâm không để tình trạng ách tắc kéo dài. Hiện tại thì đơn vị cũng đã bố trí máy móc thiết bị để đảm bảo an toàn, để thi công hot start, đảm bảo tiến độ thi công công trình. Và trong quá trình thực hiện thi công thì đơn vị cũng đã bố trí người trực gác hai đầu và để hướng dẫn an toàn giao thông cho tất cả các phương tiện giao thông đi lại an toàn và êm thuận. Việc chủ động các phương án ứng phó với sự cố sạt lở, đứt gãy đường giao thông của Công ty Cổ phần Bảo trì Đường bộ 1 Lai Châu đã góp phần đảm bảo giao thông tại các tuyến mà đơn vị được giao quản lý. Người dân đi lại được thuận tiện và an toàn, không có tình trạng ách tắc kéo dài. Thưa quý vị và các bạn, phát huy lợi thế về khí hậu và nguồn nước, thời gian qua người dân và một số doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn của huyện Phong Thổ, nhất là các xã vùng cao biên giới, đã tập trung nuôi cá nước lạnh để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình. Đây cũng là một trong những hướng đi mà huyện Phong Thổ đề ra trong việc thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Một trong những mô hình nuôi cá nước lạnh đầu tiên với quy mô lớn của huyện Phong Thổ được Xí nghiệp 56 Đoàn Kinh tế Quốc phòng 356 triển khai năm 2010, chủ yếu là nuôi cá hồi. Hiện tại, đơn vị có 10 bể nuôi cá thương phẩm, 5 bể nuôi cá giống, 2 bể chứa với tổng diện tích trên 650 m². Trung bình mỗi năm xuất bán khoảng 8 tấn với giá trung bình 220.000 đồng 1 kg. Ngoài các nhiệm vụ là thực hiện
các cái dự án trên địa bàn 7 xã Bắc Giào San thì đơn vị cũng mạnh dạn là nuôi cá hồi, cá nước lạnh. Nhận thấy là đây là một cái nội dung mà rất là tốt. Nếu như mà trong quá trình nuôi và chuyển giao công nghệ cho nhân dân trên địa bàn thì đây là một cái giá trị kinh tế rất là cao mà chuyển giao được cho nhân dân, thì đây là một cái nội dung mà xóa đói giảm nghèo, giúp cho xóa đói giảm nghèo cho bà con nhân dân trên địa bàn rất là tốt. Về thực tế, đối với cá nuôi cá nước lạnh, cá hồi, đặc biệt là cá hồi vân, giá trị trước hết là giá trị dinh dưỡng nó rất là cao, mà xuất ra thị trường cái nhu cầu của các năm gần đây, đặc biệt là các khu vực du lịch, thì khách du lịch đến là sử dụng cái cá hồi vân này rất là nhiều. Hạch toán từ khi chúng ta nuôi từ nhỏ cho đến khi thu hoạch thì trừ chi phí thì là gần như là cũng lãi một nửa. Thấy được hiệu quả kinh tế từ nuôi cá nước lạnh mang lại, một số người dân ở xã Tung Quan Lìn đã mạnh dạn đầu tư nuôi như là cá hồi, cá tầm và thành lập hợp tác xã vùng cao để mở rộng quy mô nuôi trồng, đáp ứng nhu cầu hiện tại của thị trường. Hiện hợp tác xã có 23 bể nuôi cá tầm, cá hồi với diện tích 2.000 m2. Mỗi năm xuất bán từ 13 đến 14 tấn cá cho các nhà hàng, điểm thu mua lẻ tại chợ trong tỉnh và các tỉnh lân cận, thu về gần 3 tỷ đồng. Mình phải chăm sóc và xem cá và cho cá ăn thường xuyên, đều đặn, và nếu như cá lấm nhất hay là ốm đau thì mình phải biết cách để chữa trị kịp thời, mới cá sinh trưởng nhanh. Thường thường thì một lứa thì 12 đến 16 tháng là sẽ được xuất xuất. Nếu mà tầm thường thường là 12 tháng thì sẽ vào từ cân 2 đến cân rưỡi. Còn nếu mà lâu hơn thì tầm 16 tháng thì sẽ được tầm 2 cân đến 2 cân rưỡi đến 3 cân. Đối với hợp tác xã thì cá thường thì sẽ xuất từ các nơi, thường thường là các thành phố và các địa điểm thu mua bán lẻ. Trong thời gian tới, trong hợp tác xã sẽ phát triển về quy mô, qua đó để đáp ứng các nhu cầu của thị trường. Với điều kiện khí hậu, nguồn nước lạnh thuận lợi phù hợp cho nuôi cá nước lạnh, vì vậy huyện đã chỉ đạo các xã trên địa bàn khuyến khích vận động các hộ dân tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư mở rộng quy mô nuôi cá nước lạnh, xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Trong thời gian qua thì chúng tôi đã tập trung hỗ trợ các cái doanh nghiệp, hợp tác xã làm tạo các cái sản phẩm OCOP để đưa cái sản phẩm cá nước lạnh có cái thị trường tiêu thụ. Cái thứ hai nữa là về cái quy hoạch phát triển thủy sản thì chúng tôi cũng đưa các cái khu vực có điều kiện phát triển vào cái quy hoạch của huyện, của xã, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản. Cái thứ ba nữa là đối với lại các doanh nghiệp, hợp tác xã mà có nhu cầu về vốn thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cái ngân hàng rồi các cái tổ chức hội tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã vay vốn để phát triển cá nước lạnh. Hiện nay Phong Thổ duy trì 4 cơ sở nuôi cá nước lạnh với quy mô lớn và mở rộng vào khoảng 10 hộ, nhóm hộ nuôi cá tầm, cá hồi với tổng diện tích bể nuôi là 3.587 m2, sản lượng đạt 35 tấn một năm. Đặc biệt đã có 3 sản phẩm được chế biến từ cá hồi, cá tầm đạt chuẩn OCOP 3 sao, qua đó đưa Phong Thổ trở thành địa phương thứ 2 trong tỉnh hình thành vùng nuôi cá nước lạnh có quy mô lớn và có thương hiệu sản phẩm được thị trường trong và ngoài tỉnh đón nhận. Việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực. Lai Châu hiện có một trung tâm phục vụ hành chính công, 115 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, 8 huyện, thành phố và 106 xã, phường, thị trấn. Bộ phận một cửa các cấp đều đảm bảo trang thiết bị, phần mềm, nhân sự theo quy định. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được thực hiện tại trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận một cửa. 100% cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đã được phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp. Từ đầu năm tới nay, Lai Châu tiếp tục triển khai các hoạt động cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thường xuyên rà soát tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.
Trong tháng 8, toàn tỉnh có 10 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 202 tỷ đồng. Lũy kế thành lập 81 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 1.839 tỷ đồng, tạm dừng hoạt động 9 doanh nghiệp. Đồng thời, trong tháng 8, tỉnh đã giới thiệu cho 5 doanh nghiệp vào khảo sát đề xuất phương án đầu tư. Lũy kế đã giới thiệu cho 22 doanh nghiệp vào khảo sát đề xuất phương án đầu tư. Điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 5 dự án, không có dự án cấp mới. Lũy kế quyết định chủ trương đầu tư cho 15 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 2.947 tỷ đồng. Vụ mùa năm nay toàn tỉnh gieo cấy trên 23.000 ha với cơ cấu giống chủ yếu gồm các giống lúa thuần chất lượng như là Sáng Cù, Z02, VAS16, Bắc Thơm số 7 và lúa lai gồm Nhị Ưu 838, Việt Lai 20, Thái Xuyên 111 còn gọi là giống lúa địa phương. Cho đến thời điểm này, diện tích lúa mùa sinh trưởng và phát triển tốt, trong đó trà chính vụ đang thời kỳ trổ bông. Từ đầu vụ do thời tiết nắng mưa thất thường đã làm cho 223 ha lúa mùa bị sâu bệnh hại, chủ yếu là sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn và ốc bươu vàng phá hoại. Nhờ chỉ đạo kịp thời nên cuối tháng 8 toàn bộ diện tích lúa bị nhiễm sâu bệnh đều được phun phòng trừ kịp thời và không lây lan ra diện rộng. Để đảm bảo năng suất khi thu hoạch, Sở Nông nghiệp đã có công văn chỉ đạo cơ quan chuyên môn và bà con nhân dân thường xuyên thăm đồng để kiểm tra tình hình sâu bệnh, từ đó có các phương án phòng trừ hiệu quả. Thực hiện dự án liên kết lúa hàng hóa vụ mùa năm 2023, huyện Tam Đường thực hiện liên kết gieo cấy 95 ha diện tích lúa Sáng Cù với công ty trách nhiệm hữu hạn Quế Lâm, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tây Bắc tại các xã Tả Lèng, Hồ Thầu, Bình Lư và thị trấn Tam Đường. Qua đánh giá sau vài năm triển khai thực hiện, năng suất lúa nằm trong khu vực vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung cao hơn giống lúa sản xuất đại trà. Được biết, vụ đông xuân năm 2023 vừa qua, huyện Tam Đường cũng thực hiện liên kết phát triển sản xuất 45 ha lúa Sáng Cù với năng suất đạt 51,8 tạ trên 1 ha, sản lượng 233 tấn. Để phát triển sản phẩm lúa gạo chất lượng cao theo hướng bền vững, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường tiếp tục thực hiện các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ trong chọn tạo giống lúa để sản xuất, khuyến khích và hỗ trợ phát triển các mô hình kiểu mới sản xuất kinh doanh lúa gạo nhằm tập hợp nông dân sản xuất theo quy mô lớn. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu xin phép được khép lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình thời sự sau.